Rầm rộ đoạn clip của nam em ngày xưa, khán giả tiếc nuối ước gì thời hoàng kim quay trở lại. Nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối khi nhìn thấy đoạn clip ghi lại quá khứ nam em trả lời phỏng vấn ở độ tuổi 20 bỗng viral trở lại những ngày gần đây. Những ngày vừa qua, chuyện đời tư của nam em nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Vì lẽ đó mà mọi động thái của người đẹp gốc Tiền Giang liên tục bị khán giả chú ý. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, netizen bỗng truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam em phỏng vấn sau khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế trở về. Sau cuộc thi thì khá là nhiều người tiếc nuối. Thì qua đây nam em cũng thấy là mình còn trẻ mà. Đôi khi cái gì đó nó đến với mình sớm quá thì mình sẽ dễ, gọi là mình dễ ngủ trên cái hào quang đó. Thì đây cũng là một cái cơ hội để nam em trao chuốt mình nhiều hơn nữa. Vì mình không thể nào mình nghĩ là mình giỏi, mà mình phải biết cái khuyết điểm mình ở đâu. Và sau cái cuộc thi này thì nam em lớn lên hơn rất là nhiều về cái nhận thức, cái cách mình đối nhân xử thế. Thật sự thì mà nói thì hiện tại tiếng Anh của em không, nam em không có tốt thiệt, vì em không phải là người chuyên văn. Nhưng mà sau sự cố này thì em sẽ đầu tư rất nhiều. Dễ dàng nhận thấy nam em thời điểm trong clip có phong thái nói chuyện khá nề nã, thanh lịch và có phần khiêm tốn, đúng chuẩn mực của một cô hoa hậu đại diện nhan sắc Việt. Hình ảnh này của người đẹp khiến dân tình đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối. Cụ thể, đoạn clip được cắt từ một phần phỏng vấn lên sóng vào năm 2016. Khi ấy, nam em vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất mùa thứ 16. Một số cư dân mạng không khỏi trầm trồ rằng tuổi 20 thực sự là thời hoàng kim nhan sắc của nam em. Ngoài ra, khán giả còn nhận xét rằng cách nam em khéo léo và điềm tĩnh trả lời câu hỏi vô cùng sâu sắc đã ghi điểm rất nhiều trong lòng người hâm mộ. Do đó, nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sao người đẹp lại có sự thay đổi khác lạ so với trước. Họ cho rằng vì nhiều cú sốc trong quá khứ đã khiến nam em rơi vào căn bệnh trầm cảm, ảnh hưởng đến khả năng ứng xử hiện tại. Được biết, vào năm 2022, người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau nhiều ồn ào trong cuộc sống. Cô bộc bạch, ngày xưa khi em bị trầm cảm, em nghĩ tất cả mọi người trên trái đất này không phải là người tốt vì không ai quan tâm và hiểu em hết. Bởi vì em là người tốt nên em mới bị trầm cảm. Đó là suy nghĩ của người trầm cảm, và người trầm cảm rất cần một người ở trong thế giới của họ để biết họ cần gì. Bên cạnh đó, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 còn từng thú nhận tâm trí mình không được bình thường. Sau một loạt sóng gió, giống như lúc vướng scandal, em đã không bình thường rồi. Em bị ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, muốn mọi người phải xoay quanh mình. Khi mọi thứ bắt đầu không như mình nghĩ, em nóng tính, gặp nhiều vấn đề và cuối cùng em đau đầu, co giật. Từ đó tới nay, em toàn đi cấp cứu. Theo nam em chia sẻ, hiện cuộc sống cô đã dần trở về quỹ đạo nhờ có sự xuất hiện của bạn trai doanh nhân. Cặp đôi dự định sẽ kết hôn vào tháng 4 năm 2024 sau một thời gian hẹn hò. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục soi được đời tư ồn ào của bạn trai nam em, khiến cô một lần nữa bị cuốn vào loạt tranh cãi ầm ĩ thời gian qua.